Chuyện quay lòng á. Làm phim. Cái này một năm chỉ có một lần thôi. Tận dụng cơ hội. Là thiên tiếp. Ta tiến thêm 10 năm nữa. Không tận dụng cơ hội, kiểu như muốn là phim lớn nhất mà, là phim sớm nhất mà. Cái này chưa được nhận để mọi về nhà nói sau. Chứ đây là phần tiếng hồ về nhà mình nói sau, về nhà mình nói mình xem xong rồi mình nói xong rồi mình đưa dạng đưa ăn thăng rồi. Thôi